Đây giáp với mặt đường nhá. Có một nhà cấp 4 xây chắc mấy trăm triệu. Cây bên trái cho hết rồi nhé. Đất nhà mình tới tới đây hả cô? Dạ. Thấy không? Hàng xanh quay lại. Lúc này bà chị đang bán 690 nhá. Cây bên trái có hết là xoài. Xoài xiếc, cái này gần hết. Bây giờ không có chỗ nào rẻ hơn chỗ này. Chỗ này lô này lô vừa đẹp mà rẻ vừa rẻ nữa. Có quýt, có xoài. Cây ăn trái trồng bày bán hết rồi. Có nhà ở. Cái này thích hợp cho các vợ chồng mới lập nghiệp. Thống nước có sẵn, nước rồi quanh năm không hết nước. Điện nước có hết rồi. Chỉ vào dọn vào và ở thôi. Xoài này phải tầm mấy trăm cây. Xoài, quýt. Tại sao mà người ta lại trồng quýt ở đây? Bởi vì quýt ở đây là nó rất là ngọt. Quýt là hợp với đất đen nhá. Đất đen là hợp trồng với cây có múi. Mình hái một quả để ăn. Ui. Này, này là chanh à? Chanh, quýt đấy. Quýt này còn có cả tiêu. Ui, vườn này đẹp quá nhỉ. Vườn này mà công sức mà đầu tư như vậy thì ít nhất cái tiền đất không khác gì ngang với cái tiền đầu tư rồi. Tiền giống không là mấy trăm triệu rồi, chứ đừng có nói là đầu tư. Vì mình cũng có 50 hect nên mình cũng biết. Ở bên này còn trồng tiêu nữa, mía, mặt tiêu. Ui, cầu. Cam, quýt, bưởi, tiêu, mía, xoài có hết. Nhà xây cấp 4. Mặt đường, lắp mặt đường từ đây thì để xem bao nhiêu mét. Từ đây cũng phải được 20 mét mặt đường. Nhà ở về đây thì không khí trong lành mát mẻ nha. Điện nước đầy đủ, có hết rồi. Không có nơi đâu rẻ bằng nơi này. Video của mình xin được kết thúc tại đây.